phải xài hàng chất lượng thôi. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR và phụ kiện của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức đặc chuẩn quốc tế. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt luôn à. Lại bền chân. Ống nhựa Hoa Sen, những nguồn hạnh phúc. Một giải đấu với triệu niềm đam mê, tất cả cùng chung nhịp đập. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 tự hào tỏa sáng. Kính chào quý vị khán giả. Như vậy là chỉ còn một ngày nữa, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 sẽ chính thức được khởi tranh. Tính đến thời điểm hiện tại, cả 7 đội bóng tham dự giải đều đã hội tụ đầy đủ tại tỉnh Hải Dương. Nhật ký VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 số 2 sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình chuẩn bị của các đội bóng trước ngày khai cuộc. Thưa quý vị, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính là một trong những đội bóng đầu tiên có mặt tại tỉnh Hải Dương, và ngay sau khi ổn định điều kiện sinh hoạt, toàn đội đã nhanh chóng bước vào tập luyện nhằm sớm làm quen với sân thi đấu. Đội tuyển Việt Nam tỏ ra khá hài lòng với điều kiện và cơ sở vật chất tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Chính vì thế mà không khí trong buổi tập đầu tiên đã diễn ra rất hồ hởi và thoải mái. Ngày đầu tiên đội di chuyển xuống Hải Dương thì em thấy là khách sạn rất là đẹp, phòng ốc rất là sạch sẽ, thoải mái, đồ ăn cũng rất là ngon. Sân bãi tập luyện thì nhìn chung thì ban tổ chức đã tạo điều kiện cho đội được cái sân bãi giờ giấc đúng giờ và thực hiện về sân thì rất là tốt. Đội đã có buổi tập đầu tiên thì cái tinh thần rất là phấn khởi. Lúc này, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Vũ đang hoàn thiện nốt những mảng miếng chiến thuật cuối cùng cho các học trò. Trong đó, bài tập tấn công sau vạch 3m được ông chú trọng hơn cả, nhất là khi đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều tay đập chất lượng như Đinh Thị Thúy hay Trần Thị Thanh Thúy. Hôm nay, đội sẽ có thêm một buổi tập cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017. Thưa quý vị, sau khi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam có buổi tập làm quen sân đấu thì tới lượt các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam bước vào tập luyện. Với sức trẻ cùng khát khao chứng tỏ mình, họ đang cho thấy những nỗ lực rất đáng ghi nhận. VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 tổ chức tại Hải Dương. Người vui nhất của đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam có lẽ là cầu thủ Lê Thị Hồng. Bởi đây là cơ hội để phụ công này thể hiện tài năng trên chính quê hương của mình. Dạ, hôm nay trở về quê hương mình thì em rất là háo hức, như là muốn thể hiện bản thân mình để cho quê hương với gia đình, bạn bè cùng xem ạ. Háo hức là tâm lý chung của các cầu thủ trước một giải đấu lớn. Tuy nhiên, với đội tuyển trẻ Việt Nam, ngoài khát khao thi đấu thì ban huấn luyện còn phải chú trọng đến việc rèn luyện bản lĩnh cho các học trò trước khi ra sân. Mình vẫn luôn nói chuyện và chia sẻ, không những là trong giờ tập và cũng như là những lúc nghỉ ngơi. Mình vẫn nói động viên các bạn ấy là chúng ta chơi với bằng tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất để có những cái trận đấu hay, cống hiến cho khán giả pha bóng đẹp. Dù chỉ tham dự giải đấu với mục tiêu cọ sát và học hỏi, thế nhưng khi sức trẻ và sự nhiệt huyết lên tiếng thì đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam chắc chắn sẽ là ẩn số thú vị của giải đấu năm nay. Một trong những đội bóng khách mời mới nhất tại giải đấu năm nay chính là đội bóng Suwon của Hàn Quốc. Ngày hôm qua, họ đã đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Nội Bài và nhanh chóng di chuyển tới địa điểm thi đấu. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về tình hình mới nhất của đội bóng này. Sau một chuyến bay dài hơn 4 giờ đồng hồ, trưa ngày hôm qua, đội Suwon của Hàn Quốc với 10 vận động viên và ban lãnh đội đã có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Dù khá mệt mỏi, nhưng toàn đội đều cảm thấy phấn khích khi lần đầu tiên tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Đội Suwon có sự góp mặt của nhiều vận động viên giàu kinh nghiệm, đã thi đấu chuyên nghiệp lâu năm, và toàn đội đều không giấu giếm tham vọng đạt danh hiệu cao nhất ở giải năm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với tinh thần cao nhất để giành chiến thắng. Bên cạnh đó, một điều quan trọng nữa khi đến với giải đấu này là để thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với địa phương. Một điều thú vị là thành phố Suwon lại có quan hệ kết nghĩa, hữu nghị với tỉnh Hải Dương, địa điểm tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Nên chuyến đi này càng có ý nghĩa đặc biệt.
ngày. Toàn đội sẽ có 4 ngày đầu tiên của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 diễn ra vào ngày 10 tháng 7 tới gặp đội Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc. Chỉ ít giờ sau khi đội bóng Suwon của Hàn Quốc đặt chân tới Việt Nam thì tới lượt các cô gái của sinh viên Nhật Bản có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Do quãng đường di chuyển không quá dài, vậy nên tất cả đều đã cho thấy sự tươi tắn cùng tâm lý hứng khởi trước ngày thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại sảnh đến của cảng hàng không quốc tế Nội Bài để cùng với ban tổ chức địa phương đón đội bóng sinh viên Nhật Bản đến Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Sau gần 5 giờ bay từ thành phố Tokyo, chuyến bay mang số hiệu VN311 đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Thành phần đội sinh viên Nhật Bản sang Việt Nam lần này với 20 thành viên gồm huấn luyện viên, trợ lý và các vận động viên. Đến với giải đấu năm nay, các nữ cầu thủ trẻ Nhật Bản hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam những điều bất ngờ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tới Việt Nam, mặc dù thời tiết có vẻ hơi nóng. Tuy nhiên toàn đội đều rất háo hức bởi vì chúng tôi tới đây với quyết tâm giành chiến thắng và giành chức vô địch. Đội sinh viên Nhật Bản nằm ở bảng B cùng với đội tuyển Indonesia, đội tuyển trẻ Thái Lan và đội tuyển trẻ Việt Nam. Đối thủ đầu tiên của đội sinh viên Nhật Bản sẽ là đội tuyển Indonesia. Trận đấu diễn ra vào lúc 17:30 ngày 9 tháng 7. Thưa quý vị, trong số những đội bóng khách mời có mặt tại Việt Nam vào ngày hôm qua, đội tuyển Indonesia chính là cái tên di chuyển tới địa điểm đóng quân muộn nhất. Tương tự như đội tuyển Việt Nam, đội hình tham dự VTV Cup năm nay cũng chính là lực lượng nòng cốt của bóng chuyền nữ Malaysia tham dự SEA Games 29 sắp tới tại Malaysia. Chính vì lý do đó, Mangana cùng các đồng đội đang cho thấy quyết tâm cũng như tham vọng rất lớn tại giải đấu năm nay. 23:20 tối ngày hôm qua, 6 tháng 7, đội tuyển Indonesia mới di chuyển từ sân bay Nội Bài đến thành phố Hải Dương. Góp mặt tại giải đấu năm nay chính là lực lượng nòng cốt đã từng giành hạng 3 tại VTV Cup năm 2016 và là lực lượng chính dự SEA Games 29. Ngay sau khi có mặt tại Hải Dương, đội trưởng Maganang cùng với Hoa Khôi VTV Cup 2016 cũng đã chia sẻ về mục tiêu của đội bóng tại giải đấu năm nay. Toàn đội đều cảm thấy rất thoải mái và đều sẵn sàng cho giải đấu năm nay. Lần này, mục tiêu của chúng tôi là vào đến trận chung kết. Mặc dù đã đến Việt Nam nhiều lần, nhưng mỗi lần đến đây đều mang cho tôi cảm giác thú vị và háo hức khác nhau. Năm nay, đội tuyển Indonesia đặt mục tiêu sẽ kết thúc giải đấu ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai. Chiều ngày hôm nay, đội tuyển Indonesia cũng sẽ có buổi tập đầu tiên để làm quen sân đấu chính tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương. Thưa quý vị, VTV Cup không chỉ là giải đấu được các vận động viên chờ đợi, nơi ghi dấu sự trưởng thành của các tên tuổi bóng chuyền Việt Nam, mà đây còn là nơi ghi lại những dấu ấn khó quên đối với những người thầy, những huấn luyện viên đã từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự VTV Cup. Đối với huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng, người đã cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại VTV Cup năm 2014, chắc hẳn ông vẫn còn rất nhiều những cảm xúc mỗi khi nhắc tới VTV Cup. Thời gian sẽ khiến những ký ức lùi dần vào quên lãng. Nhưng với riêng huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng, cựu huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia, thì có những khoảnh khắc, những câu chuyện sẽ mãi là kỷ niệm không quên. Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng là người có duyên dìu dắt các thế hệ trẻ khác nhau của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong hơn 20 năm qua và VTV Cup năm 2014 với ông cũng đặc biệt như thế. Đội Việt Nam lúc đó là đang thời kỳ trẻ hóa. Vận động viên lớn tuổi duy nhất trong đội chỉ có Nguyễn Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh. Chúng tôi nghĩ là cái tâm lý thi đấu của các vận động viên cũng chưa tốt, nhưng được cái sự động viên kịp thời của lãnh đạo, của ban huấn luyện và các vận động viên thì các vận động viên thể hiện ở cái giải đó là theo tôi đánh giá là rất tốt.
VTV Cup năm 2014 cũng chứng kiến một dấu ấn thành công đặc biệt trong sự nghiệp của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng cũng như các học trò trẻ. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng trước đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Thái Lan với tỷ số 3-1 và mang đến sự phấn khích tột độ cho tất cả người hâm mộ. Tôi nghĩ hôm đó giữa khán giả của Bắc Ninh, khán giả của cả nước đã rất là kỳ vọng ở cái đội nữ, và phải nói là đấy là một trong những dấu ấn mà chúng tôi ghi đậm nhất trong cái tâm trí của chúng tôi. Thời gian đã in sâu những kỷ niệm mang tên VTV Cup 2014 vào trong ký ức mỗi người, và dẫu cho những trang vàng VTV Cup tiếp theo cứ lần lượt lật dở qua từng năm tháng, thì với riêng huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng thì một khoảnh khắc vinh quang này thôi cũng đủ để ông cảm thấy khắc sâu trong trí nhớ. Thưa quý vị, vào ngày mai, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 sẽ bước vào những cuộc đọ sức đầu tiên. Và để tiện cho quý vị khán giả theo dõi, ngay sau đây sẽ là lịch tường thuật trực tiếp các trận đấu trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau rất nhiều chờ đợi, vào lúc 18 giờ chiều mai, lễ khai mạc của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. Ngay sau lễ khai mạc sẽ là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ là Đại học Bắc Kinh Trung Quốc. Trước đó vào lúc 15 giờ 30 phút, đội tuyển trẻ Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ bảng B. Lễ khai mạc cũng như hai trận đấu này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Xin mời quý vị chú ý đón xem. Quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng các trận đấu tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup trên kênh VTV6 bắt đầu từ ngày mai mùng 8 tháng 6. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại bằng những cảm nhận của các vận động viên quốc tế ngay khi đặt chân tới Việt Nam. Để theo dõi lại chương trình cũng như liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website thetao.vtv.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Giải đấu với triệu niềm đam mê, tất cả cùng chung nhịp đập. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 tự hào tỏa sáng. Ống nhựa Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Tình yêu của em.